Cả nhà ơi, nay về tới nhà bà nội vậy nè. Cả nhà ơi, mà bà nội còn tranh nhà bắt ba. Cả nhà, bà nội chưa. Cả nhà ơi, hôm nay mình về bà nội nè. Cả nhà ơi, gì không? Ồ, coi chừng nó cắn đó. Gì vậy? Con tranh nhà mắt ba nha cả nhà. Hôm nay về nhà bà nội mà bà nội chưa có về nha cả nhà. Con không có đi lên trên lầu nha chưa? Đi xuống đây. Xuống đây. Hello, xin chào cả nhà. Giờ mình ra vuông tôm, cả nhà mình quay một vòng cho cả nhà xem ha cả nhà. Mình quay một vòng sơ qua cho cả nhà xem thôi ha. Cả nhà thấy clip của mình hôm nay quay ao tôm mà có dễ thương, cả nhà nhớ đăng ký và like chia sẻ giúp Trần Ngọc Như Huyền nha cả nhà. Mình quay một cảnh quay cảnh và một vòng ở ngoài vuông tôm cho cả nhà xem ha. Cả nhà thấy không? Mì múc múc mị 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 bên kia luôn đó cả nhà, mà cái đầm tôm của mình múc 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 bên kia luôn cả nhà. Trời ơi, tự nhiên ra ngoài trời cái nó nhảy mũi ông ơi. Đây cả nhà nghe máy chạy không, cả nhà máy đang chạy đó cả nhà. Đó. Đó cái nhà đỏ 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 đó, nhà ngói đỏ đỏ đó cả nhà, đó nhà đó, nhà bà nội Diệu Khang đó cả nhà đó. Cả nhà thấy miêu một vòng vuông tôm nhà mình nè cả nhà, rất là to nha cả nhà. Đẹp lắm nha cả nhà. Nhà nghe máy chạy không? Cả nhà. Giờ mình đi ra bên miếu mình cúng trái cây nha cả nhà. Nắng quá cả nhà ơi, phải đeo khẩu trang cả nhà ơi. À cả nhà. Rất là to nha cả nhà. Oxy nè cả nhà. Vàng oxy đó cả nhà thấy không? Bây giờ mình đi qua bên bên miếu cả nhà đó, miếu đó cả nhà. Giờ mình qua bên đó mình cúng nha cả nhà. Cả nhà thấy cỏ không? Đó, bên đó đó, cả nhà nghe máy chạy không? À, gió quá cả nhà ơi. À, cả nhà, hôm nay mình về vuông tôm á cả nhà. Mình ghé vô cái miếu Năm Mẹ Ngũ Hành mình cúng trái cây với bình bông luôn nha cả nhà. À, mình cúng bình bông nè cả nhà, bình bông ly nè cả nhà với dĩa trái cây 2 kg bơm á cả nhà. Rồi có Năm Mẹ Ngũ Hành rất là đẹp nè cả nhà. Mẹ Ngũ Hành rất là đẹp nè cả nhà. Đây, đây là ao tôm nè cả nhà. Một vòng từ đây mà dài tút 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 mỹ 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 qua bên kia luôn đó cả nhà. Một cái đầm là dữ lắm luôn nha cả nhà. Mà quá trời cỏ cả nhà ơi. Cỏ quá trời nha cả nhà. Cỏ dữ lắm luôn. Mấy cái chòi nhỏ 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 nhỏ. Đây mình về miếu nè cả nhà. Nhà thấy không? Gió quá cả nhà ơi, gió quá trời nha cả nhà, nói chuyện không có nghe nha cả nhà. Rất là gió nha cả nhà. À, cảnh trong vuông tôm cho cả nhà xem và ra miếu nha cả nhà, miếu Năm Mẹ Ngũ Hành nè. Ở đó ông xã mình với hai ông bạn thân của ông xã mình xây lên đó cả nhà ơi. Rồi giờ thờ phượng đó cả nhà. Giờ mình vô thắp miếu mình cúng với cây nè, bình bông đó cả nhà. Hôm nay mình đã về tới đây rồi, mình đã ra tới vuông thăm rồi cả nhà. Thấy đẹp không, cảnh ngoài vuông đẹp không, quá đẹp luôn phải không cả nhà. Cỏ không nhìn cũng thấy gì trên thấy cỏ không cả nhà. Ông nếu có cái cây cây bồ đề gì nè cả nhà, cái cây này là cái gì ta, cái gì gì ta, hình như cây bồ đề. Ông xã mình ông trồng nè cả nhà, trồng ở đó có tí nị rồi cả nhà, mà mới đây được ba lớn nè cả nhà. Thấy cây bồ đề không ta, đợt nhãn lọc nè cả nhà ơi. Đợt nhãn lọc này hái về chấm cá kho quẹt rất là ngon nha cả nhà. Bây giờ mình qua miếu mình cúng xong rồi cả nhà, bây giờ mình đi
mình đi qua qua bên chòi chòi nhá cả nhà, qua bên chòi á, mâm cơm đạm bạc cả nhà. Cái này là cái gì? Đậu hũ, đậu hũ dồn thịt nha cả nhà. Ừ, rất là ngon nha cả nhà. Có gì ăn nha cả nhà ơi, chỉ là mâm cơm đạm bạc và dĩa xoài ổi chấm ớt Tây Ninh thôi nha cả nhà. Xoài non nha cả nhà, rất là ngon cả nhà. Nhưng mà nghi chắc chua dữ lắm cả nhà ơi. Giờ mình ăn thử cho cả nhà xem nha. À, cả nhà bây giờ mình ăn xoài cho cả nhà coi nha. Nè mời cả nhà ăn xoài nha cả nhà, xoài non nha cả nhà, rất là ngon nha cả nhà. Chua cả nhà ơi. Chua quá cả nhà. Ông xã mình ở cả nhà. Xã mình ổng nuôi tôm chứ ổng đen ổng già gì đó cả nhà ơi, chứ ổng cái tuổi ổng nhỏ xíu ổng siêu rồi cả nhà. 70. Tuổi ổng nhỏ xíu ổng siêu mà ổng nuôi tôm chứ ổng già gì cả nhà. Tối ngày ở ngoài vuông tôm không cả nhà, đỏ lờ mà, em tôi đó cả nhà. Nè. Quá trời ngon nè, mà cái nhà ăn nha cả nhà. Chua quá cả nhà ơi. Chua quá cả nhà ơi, xoài này xoài non cả nhà ơi, ăn nổi cả nhà ơi. À, video mình nãy giờ mình cũng đã đi vài vòng quay cho cả nhà xem rồi. Video mình đến đây xin tạm dừng nha cả nhà ơi. À, cả nhà nhớ đăng ký và like ủng hộ cho Ngọc Thu Huyền nha cả nhà. Bye bye.